Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Trúc Kiều Nguyễn. Thì dành cho những ai chưa biết thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Và channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip viral trên mạng. Thì mình cũng vừa mới ngủ dậy thôi. Và hiện tại đang có một cái drama khá là, trong cái hip hop mình khá là căng và khá là nóng. Nên là không mất thời gian của các bạn nữa. Tới phần intro thôi nào. Let's go. Ok, thì như tựa đề của video thì cái drama mình đang nhắc tới là cái drama mà của Pretty Six và của những thí sinh trên Rap Việt và với bên team của hip hop về cái việc vụ việc mà tạt nước vào camera. Thì chắc là những cái bạn nào mà có theo dõi những cái drama cũng như có theo dõi Rap Việt thì mình nghĩ là các bạn đã biết về cái drama này rồi. Thì dành cho những ai chưa biết thì cái vụ việc này xảy ra trong một cái concert của Việt hip hop. Thì trong đó có Impossible và Pretty Six, thì là hai người đã thực ra cũng không có trình diễn nhiều trên sân khấu nhưng mà đã vô tình tạt nước. Mình không biết là có cố ý là không nhưng mà có cái vụ việc tạt nước và nó gây ảnh hưởng đến một vài bạn trong ekip của Việt Hip Hop, ảnh hưởng đến cái việc mà hư máy quay của bên team của Việt Hip Hop. Thì team của Việt Hip Hop có gọi là nhắn tin để bồi thường nhưng mà cái vụ việc nó không có ổn thỏa cho lắm và hiện tại là nó trở thành một cái drama khá là nóng ở thời điểm hiện tại. Và thực ra thì nói về quan điểm cá nhân hả, thì mình nghĩ là theo cá nhân mình thôi nha, mình nghĩ phần sai nhiều hơn là do phần sai nhiều hơn nghiêng về bên Pretty Six và Impossible. Tại vì mình có đọc một vài cái status cũng như là comment của hai bạn này thì đối với một cái người mà vừa mới nổi trong Rap Việt thì mình nghĩ là cái việc mà xử lý nó tinh, gọi là nó tinh tế hơn thì mình nghĩ nó sẽ dễ giải quyết hơn, còn hơn là cái việc mà gọi là, tại mình có thấy Pretty Six có ghi là những status như là some pitchers boy asking for money, rồi Impossible thì kiểu viết cái nhiều cái comment thì nó cũng không hay lắm. Mình nghĩ là sẽ có cách giải quyết nó ổn thỏa hơn hơn là cái việc mà gọi là nói như vậy. Thì sáng nay thì mình vừa mới ngủ dậy vào vấn đề chính ha. Vừa mới ngủ dậy thôi mình thấy có cái diss track của Gothic và The Kid. Một cái thật ra thì The Kid cũng có trong cái vụ việc drama này nữa, nó chung là kiểu binh bạn bè rồi các thứ á. Thì còn về Gothic thì mình biết Gothic lâu rồi, về những cái trận battle trước đó với Rich Choi nè, với Woody nè, với người này người kia. Gothic giống như là một cái người mà khi mà nhắc tới rap battle thì ở Việt Nam mình thì lúc nào cũng phải nhắc đến Gothic hết. Nên là đáng nguyện mình nói wow, Gothic vào cuộc rồi à. Let's go, và chúng ta bắt đầu thôi nào để coi cái battle này như thế nào. Ok, do mình sẽ react cho cái phần của Gothic lẫn The Kid luôn để coi là ai sẽ thắng trong cái vòng này. Theo quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Let's go. Ok, chúng ta bắt đầu thế nào. Gothic thì là kiểu một con quái vật luôn đó trong cái kiểu rap battle đó. Còn The Kid thì để coi như thế nào. Gothic đi trước à. Let's go. Anh quyết dạy chúng mày về đạo đức. Yeah, let's go. Có một street show có bọn là tít đâu, đừng lên sân khấu rap xong rồi lại feed nhau đổ nước bờ bãi khiến bọn người tít no. Phải mấy 100 triệu rồi chạy không đít mò. Dù dê cả đám cho cùng sủa định sủi kẻ túi tổ muốn qua thật easy. Mấy con chó này được tao nâng cấp từ gặp vi thăng chuyển sang gặp vi đi. Bars, mấy con chó này được tao nâng cấp từ vi thăng chuyển sang vi đi.
VD là Việt Dragon, RIP to Việt Dragon. Thì V thăng to VD là kiểu giết người này á. Trời ơi, vừa mới một hai câu đầu thôi. Damn. Bắt này chúng nên chắp tay cầu nguyện Chúa cho máu đến lúc vinh thôi. Điên mẹ mày nên dập đầu tổ tiên, tôi tay khâu lại bím vì để ra súc sinh khôi nguyên. Chú hiệu lên Facebook đăng tốt, mong cháu làm người tốt để dặn thằng ngố này. Xong rồi mày phá hoại, xong rồi mày mất dạy, xong rồi mày ỉa luôn lên lời thằng bố mày. Nghe này, thằng dơ khốn, tu tao nhất tiền là mày bơ luôn. Người ta nhớ đến mà nhờ thằng fit cùng hoặc là giới nghệ danh tu liver con. Thằng ôn nguyên mất dạy lại còn hư đốn, nhạc solo flop lòi tính cách thì chuẩn đi. Nếu biết mày hạ đẳng đến mức này thì anh Hoàng giờ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thằng chó này nếu mà đem chỉ một kiếm anh bố là giáo sư ngôn ngữ mà lại đeo xuất tiếng anh sinh mày. Đang this pretty sick này. Tuliver rồi bố là giáo sư ngôn ngữ học rồi về Tuliver rồi cái thứ. Bây giờ dịch nước là weather thì nói thật hai hòn của mày phải tiến nhanh. Du học hay là ngu học tao chôn sắc mày luôn cho con tai nhớ ngủ cho ngon. Thích hoa chắc học tí xích này để bố cầm hoa cải ban phát dân chủ cho con. Tao học từ đời rằng dù giàu hay là nghèo đi vẫn sống chuẩn. Mày là thằng chui lên từ cống gầm để mẹ đi chơi xa cùng với cái giống bẩn. Vạn sự đều có hai mặt, mày chỉ nhìn một thứ thì đừng hỏi vì sao. Tàn nhanh rap Việt nhân tài của anh ca Việt thương rap Việt ốc chó có thằng Cao Hoàng Anh. Rap Việt có nhân tài anh Cao Việt Hưng. Rap Việt ốc chó có thằng Cao Hoàng Anh. If you know Cao Việt Hưng and you know man. Oh damn. Qua quy sao cho trò gà này xác nam như tính cách con vò là mày. Sẽ đại học đi lính thì phải cố mà dạy, nhưng đạo đức cũng đâu có thì đúng bó cả tay. Với cô dân mạng thì không có mà thấy mày giữ thái độ đấy lý vất xó và bậy. Nhưng còn rapper thì nó vẫn cho phép ta khoảng mõm chó và đi cả loi ăn mày. Đi cút, bố mày đến gần mày này thằng đi cút. Có chỗ này bú giá liếm trụ hai thằng che rồi cosplay thỏ ngọc mỗi khi tức. Nếu em mời nó diễn mà cút vẫn bảo đít thì tình yêu chúng mày đúng không thể phai nhanh. Chắc cút đút cả giót vào lô đít rồi trên dỉ này sướng hơn chim của ai anh. Chú chó con im đó thích xỉ và nói sâu tao diễn đẹp thì đáng khinh bỉ quá. Đối thủ mày đéo phải về hip hop đâu, đối thủ của mày là quỷ đá. Đối thủ của mày không phải việc hip hop đâu, đối thủ của mày là quỷ đá. Holy shit. Một vài thông tin trong cái drama thì Impossible có khúc này là đang this Impossible nè. Impossible có chơi một tí xíu. Mình không biết là chơi cái gì, mình không biết là chơi cần cỏ hay là đá gì hết, nhưng mà đối thủ của mày là quỷ đá. Mày với bẩn nết như là con chó khốn, ngoài anh đéo khác con vượn chưa dọa mồm. Mày phải đến mức sau mỗi lần đít nhau xít đi phải lấy axit ra cọ luôn. Mỗi phỏng vấn không thể phủ nhận em có thể lại lưu win. Thầy bé hơn tao mà não thì ung vết, bảo sao mà bị loại của lá vào chung kết. Tổ đội mày bao nát chỉ một mình tao rap trong cả lũ hổ báo cáo trộn này ra che. Lại Hải Phòng cho mày vào bao xác như Phạm Huy bắn tinh vào mồm thằng ta khe. Mày là con tiểu tốt tim lô ra thí, ngu thật hay kịch bản từ xa dí. Inbox xem vào sách giáo khoa khi các thầy cô giảng về tác hại của ma túy. Nay con nick chỗ hoàng sau bát thương bắn lại cùng sát thương vẫn cứ mau lẹ dồn vào. Inoxibo lại nổi thêm sau trận nó đổi tên thành im con mẹ mồm vào. Impossible lại nổi thêm sau trận nó đổi tên thành im con mẹ mồm vào. Boss damn. Đầu tiên nhá, bố mày chửi đấy con chó đạt đốc. À đạt đốc, ít mẹ nhầm tí nhầm tí. Đầu tiên ấy, tao chưa bao giờ nghe bài nhạc nào của mày cả. Mày thằng vô danh tiểu tốt vãi lồn. Và cái duy nhất mà tao nhớ về mày là con chị mày ngon. Vì vậy là lưu số tao đi. Khi nào má cần con rẻ thì gọi tao nhá. Đi mẹ ơi. Tiếp đến tao cứ tưởng Hailey là một người. Hóa ra Hailey một hệ tư tưởng. Đi mẹ bao gồm thằng Pretty Sick. Đi mẹ mà thằng Hoàng Anh. Và thằng mà lồn là im dog. Cũng là thằng đi cút. Đi mẹ mà lồn này nhá. Bây giờ nhá bố có một kéo này. Đấy là bốn thằng ra trước mặt bố. Đeo cái biển. Bọn tao là con chó của anh có thích. Bọn tao cho chúng mày 50 triệu trả nợ. Dám chơi không? Mẹ mày. God, trời ơi, sáng sớm sao mà vui quá vậy ta. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? 9 giờ 10. Sáng sớm thật là thoải mái. Damn. Hôm nay sẽ là một ngày rất là đẹp trời đây. Wow. Rồi bản distract như thế này thì đi kết phải reply như thế nào đây? Đúng kiểu là một mình cân tức luôn á. Hoàng Anh nè, đi kết nè, Impossible nè,
Pretty Sex nè, Đạt Đốp nè, Holy shit, God, mà kiểu bars 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 luôn á, chứ không phải là những cái câu nó không có tiếp tục thôi, để coi đi kiss bạn hồi như thế nào, nhưng mà phần trăm thì không 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 Ok, let's go. Wow, một cái thằng mẹ mày rapper có tiếng ấy hả? Ok. Mẹ mày diss cái thằng rapper đi, mẹ mày chưa có ai biết à? Cảm ơn mày vì đã đi, mẹ mày sờ đến bọn bố mày và bây giờ thì đi con mẹ mày chuyên mục mới chỉ bắt đầu đó con chó ạ. À. Làm nhạc thì bớt suy nghĩ lại đi, mẹ mày đều. Tưởng tượng kiểu như nói vậy xong rồi trong cái track không, ý là cái diss track không bằng gì ta. Back to the game, đéo có việc đi book thì sao? Tao đéo thấy có vấn đề gì mày chỉ đơn giản ghen tị vì tao quá là chất. Rap vài năm mà bây giờ các em xem tao là nhất. Chết LSK, chết con mẹ mày đi cho đỡ trần đất. Wow, khiến mày bực nhìn cuốn lịch để đếm con số ngày nhục. Tao diss mày bằng thứ âm nhạc đường phố về nói là quá thành thục. Đâu người bắn là gục, tao quên tao còn mày là phục. Trong số ký không nhìn thấy tao thì ngày hôm đấy chắc chắn là cược. Đầu tiên là xin lỗi vì đéo có lỗi lầm gì. Tao đến đây từ đường phố chỉ nói to đéo thầm gì. Mẹ thằng nhu này rap tiếng Anh cũng đéo xong. Thở vài từ nghe ỉa chảy suốt mồm mày đúng chỉ hư dày. Rap cũng chỉ sủa sảng đéo thấy tính âm nhạc đâu. Ngồi ban no. Đây không phải là một cái diss track để diss lại Gothic, để reply lại Gothic rồi. Mình biết ngay mà Gothic. Kiểu về rap battle, Gothic là nằm ở một cái level khác luôn á. Tới đây là mình biết ai thắng rồi đó. Nếu mà dành cho những cái bạn mà đã có xem nhiều những cái trận rap battle trước đó rồi, mình ví dụ như là Tech với ICD, hay là Black Ga với lại Young Edge với lại B-Ray, hay là những cái như là B-Ray với lại Richo, nói chung là những cái battle trước đó về rap, thuần rap battle thì mình nghĩ các bạn cũng biết ai thắng rồi chứ gì, tới đây rồi đó. Chỉ cho cố khi tao và mày khác nhau. Ban đầm toàn thằng xấu như chó. Cứ tưởng mình hip hop làm nên hip hop đâu như nó. 50 triệu chỉ to với một thằng nhà kê. Cầm tiền của mày về cho ông già ấy. 30 nói sai giọng tao chất thủ đâu. Chưa bao giờ ngại nick clone chúng mày cứ sụp mau. Go tick rap lâu nên tưởng mình ghê go. Đi kíp phải cẩn thận cái thằng này ghê làm. Đánh kết đã release tao lôi cổ mày về sớm. Tao cua gắt như đang grip. Ừ đúng rồi tao phê làm. Rap Việt thì đúng mày khi thoát được thằng như mày. Đầu mày chưa toàn cướp đừng sủa sảng thằng ngu này. Hôm nay để tao đại khai sát giới thằng cụ mày. Mọi chuyện đéo đơn giản tao đéo bỏ qua vụ này. Tiếp theo đây tao chỉ bọn fan ngu. Nên hip hop đã tẩy não nên chúng mày đéo dân chủ. Bớt luyên thuyên nhận công với Rap Việt. Rap Việt đéo cần chúng mày chỉ cần bọn tao là duyệt. Bây giờ thì đi mày. Mẹ mày sẽ bắn tiếng Anh cho mày hiểu là đi mẹ mày tiếng Anh đúng nó sẽ như nào đấy. Ok. Mẹ mày mở cái tai trâu của mày ra mày nghe. Ok. Mẹ mày hủy diệt luôn thằng bố của thằng con mẹ. Been there, I done that, I don't fuck with you man. I came from the culture, I don't fuck with your plan. So shut up and eat shit like your crew, like your gang. I know you, you little bitch, you can't feel how I live. Thế thôi á. Sao dạ cái Mistro là nói là hủy diệt mà. Come on. Nguyên cái bài không có một cái bar nào luôn để reply lại Gothic luôn. Chỉ có cái khúc mà chửi fan Việt hip hop là mình thấy là cái đó là có cái sức nặng thôi, còn toàn bài thì ngoài con beat ra thì như những cái phần ad lib ra thì mình nghĩ không có cái gì gọi là mang cái tính chất reply lại mà nó cân tài cân sức hết. Cũng không có trách được, tại vì đi kiếm mình nghĩ nó cũng là một cái rapper trẻ và chưa có cái kinh nghiệm rap battle như là Gothic. Gothic là kiểu như là một next level luôn rồi, nên là đây outro để coi nói cái gì đây. Sao ấy, nếu mà muốn tìm hiểu cái văn hóa hip hop này ấy, dù mày có chơi lâu bao nhiêu nữa ấy, luyện tập cái tiếng Anh này, mọi thứ tài liệu ấy, nó đều ở tiếng Anh hết.
mày là lý do tại sao mà mày là con rối của việt hip hop. Còn đi con mẹ với mấy thằng ngu ấy, việt hip hop đéo phải là hip hop Việt Nam trong tao. Hip hop Việt Nam trong bố mày là địt mại mày Nam CT, là địt mại mày LK Lady Killer, so shut the fuck up. Địt mại mày quay về làm clip đi nhá. Địt mại mày chỉ thế thôi. Đấy, trận này là Gothic thắng rồi. Chịu luôn á. Về rap battle thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Digit không có những cái câu để gọi là đối chọi lại với Gothic, cũng như là những cái câu thì mình như mình nói chỉ có một đúng một cái câu là chửi fan Việt Rap ngu gì đó thì maybe, nhưng mà Digit ví dụ là tám lạng ha, người ta hay có con người tám gì tám lạng nửa cân gì đó thì đi cái tám lạng thì chắc bên Gothic chắc 100 cân hả, nghĩ vậy. Để coi là sắp tới con có thêm những cái diss track tiếp theo không mà tại vì hiện tại thì cái rap Việt đã hết kết thúc rồi, rap Việt đã kết thúc rồi nên là mình không có một cái series gì để gọi là để mình làm thường xuyên á, nên là sắp tới mà có drama, có những cái diss track thì chúng ta lại có những cái clip cũng như là có những cái quan điểm chia sẻ với nhau, right? Thì thực ra thì như mà nói những cái ở những video trước của mình thì những cái quan điểm mình nói là chỉ là mang tính chất cá nhân thôi, nên là mình biết những cái content này thì nó sẽ giúp ích cho mình, giúp ích cho cái channel của mình mà. Nên là thôi thì cứ làm thôi, đúng không? Với lại mình cũng đâu có chửi hay gì đâu, chỉ là nêu quan điểm cá nhân thôi. Ok, thì để coi xem là sẽ những ngày tiếp theo để coi có thêm những cái diss track tiếp theo không, những cái như là reply qua reply lại hay không. Nhưng mà đối với mình ở cái thời điểm hiện tại, Gothic với lại Digit thôi thì Gothic for sure 100%. Ok, thì bên đây là còn ai như Hoàng Anh, Pre-Six, Impossible, Đạt Đốt. Mình nghĩ là Gothic có khả năng cân hết luôn á. Ok, để chờ xem coi là như thế nào. Dành cho những các bạn mà chưa muốn xem qua cái trận beef này thì thực ra thì mình cũng thấy ở trên YouTube thôi, nên mình không biết là cái này có phải là cái nguồn gốc hay không, nhưng mà mình sẽ để một cái link của cái video này ở dưới phần mô tả thì các bạn có thể click vào thì các bạn xem thôi nhé. Và các bạn kéo xuống tí xuống một tí xíu thì các bạn có thấy một cái link Facebook, Instagram và TikTok của mình. Thì nếu mà các bạn thương mình thì cho mình một follow, một like nhé, và like cái video này nữa. Thì thực ra thì TikTok thì mình cũng vừa mới tạo và mình cũng chưa biết làm gì với nó nữa, nên là ok, thì đó là cái reaction của mình cho cái trận battle này, và chúng ta nằm và hóng chờ những cái battle tiếp theo thôi. Ok, và comment phía bên dưới những cái video mà các bạn muốn mình làm reaction nhé. Thì mình chúc các bạn có một cái ngày thật là vui vẻ, và hiện tại là đã là thứ sáu rồi và sắp Tết rồi đó. Đi thằng nào chưa, thằng nào con nào chưa đi dọn nhà, đi dọn nhà nha. Mấy đừng có nhớ đi dọn nhà đó, và hãy có một cái Tết thật là ấm no bên gia đình và bên người thân. Ok, và chúc các bạn thật là vui vẻ. Nhưng mà khi peace and I'm out. Bào điện sáng đây, bye.